Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái của Kiện Tịnh sinh năm 1989. Đây là video clip anh làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm kỷ tỵ của người kỷ tỵ cho cái năm Mậu Tuất 2018. Video này là cho nằm trong chuỗi video mà vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tất cả các tuổi. Thì do rằng cái tuổi kỷ tỵ này là đầu năm anh không có làm gì tử vi của mọi người, anh chỉ làm cái vận hạn 6 tháng cuối năm thôi. Thì mọi người bắt đầu từ tháng 7 thì mọi người mới bắt đầu xem được, tại vì nhiều việc quá. Tết nhất anh lại có nhiều việc, gia đình lại có tang này kia, cho nên là anh không có tâm trí để làm, cũng là xin lỗi mọi người. Nhưng mà hy vọng rằng là để chuộc lỗi thì anh sẽ làm sớm cái vận hạn 6 tháng cuối năm cho mọi người, để mọi người ứng dụng vào cuộc sống. Nói chung thì người kỷ tỵ đối với cái năm mà Mậu Tuất 2018 này thì cũng không có gì là quá nặng nề, cũng có nhiều điều tốt đẹp chứ không đến nỗi nào là xấu. Cho nên là cũng từ đầu năm giờ các em cũng trải qua nhiều cái thuận lợi, đặc biệt là với những người nữ mạng có sao Mộc Đức chiếu mạng. Thì sao Mộc Đức thì may mắn danh lộc tốt thì nó sẽ là phát huy tác dụng rất là tốt đối với những người mệnh mộc luôn. Tại vì các em là mệnh đại lâm mộc mà gặp sao Mộc Đức thì nó rất là tốt. Vận niên thì thỏ lộng nguyệt, tức là thỏ dưỡng trăng thì rất là ok, đúng không? Tuy nhiên các em nam thì có cái sao thủy diệu rất dễ có chuyện buồn về tình cảm và chia ly, thậm chí là có tan gia ha. Đến tháng này của mà kỷ tỵ thì là tháng 5, đang ở cuối những giai đoạn cuối tháng 5. Năm nay là năm mộc nhưng mà can mộc thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên là hỏa phượng. Đối với người mệnh mộc của người cái người mà mệnh mộc thì rất rõ ràng là không tốt, có nhiều điều bức bối bực bội, sức khỏe không được mạnh mẽ như những cái năm khác đối với người kỷ tỵ. Nhưng mà người kỷ tỵ thì vốn dĩ là cái người kỷ tính, cho nên là không có nhiều cái gì rắc rối xảy ra trong cái khoảng thời gian này. Đặc biệt là còn khoảng tháng 6, tức là tháng kỷ mùi đó, thì cái hàng kỷ nó đồng hàng thì không sao, nhưng mà liên quan nó vẫn là cái tháng vượng nhất, hỏa vượng nhất trong cái năm này. Đó là hai cái tháng mà thiên thượng hỏa, đó là mậu ngọ và kỷ mùi, cho nên là người kỷ tỵ vẫn phải cần để ý về vấn đề sức khỏe không được tốt đẹp lắm, vì dù sao đi nữa mộc sinh hỏa là bị sinh xuất bản mà ha. Rồi trở lại vấn đề chính thì mình quay lại cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với người kỷ tỵ. Thì anh bắt đầu cũng như những video khác của 6 tháng cuối năm thì nó là tháng 7 âm lịch, tháng canh thân là một tháng mộc. Xét về cái tháng này nó như thế nào đối với tuổi can là như sau. Thì mệnh thì là đồng hàng, cái mệnh mộc gặp tháng mộc là mệnh đồng hàng với là tháng, bổn mạng sức khỏe tốt, ok, không có vấn đề gì cả ha. Rồi thiên can chữ canh với chữ kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt đặc âm ngũ hành. Tuy nhiên là canh thì thuộc kim, kỷ mậu thì thuộc thổ, cho nên là nó nằm trong dòng tương sinh thổ sinh kim, cho nên có thể nói là dễ sinh tài lộc, tốt đẹp ha, được cái mạng mà đồng hàng, thêm là thiên can không bị xung khắc về mặt tử vi, đặc âm ngũ hành của thiên can thì được tương sinh, cho nên là dễ sinh tài lộc. Đặc biệt địa chi là tỵ thân, dần thân, tỵ hợi, thân tỵ, là thuộc nhóm lục hợp. Đồng thời đó, nếu mà người ta có nhiều người không biết, các bạn xét là dần thân tỵ hợi, thân tỵ là lục xung không, nhưng không phải, cặp địa chi này rất là đặc biệt. Tỵ thân là thuộc lục hợp, đem lại nhiều may mắn không những cho gia đạo mà còn cho cả cho công việc luôn. Như vậy là ngon lành, có một cái tháng 7 âm lịch ok quá ha. Người ta nói tháng 7 là tháng cô hồn đối với Phật giáo thôi, chứ còn về tử vi phong thủy thì không có cái tháng cô hồn ha, chỉ có tháng thiên can và địa chi nó như thế nào thôi. Còn cô hồn là theo cái thuyết của Phật giáo, mà Phật thuyết của Phật giáo thì có sao cái thuyết về tử vi phong thủy rất là lâu, có tử vi phong thủy có cả ngàn năm, có 10.000 năm rồi, thì Phật giáo chỉ mới có 2.500 năm thôi, cho nên là không có việc gì mà quá lớn lao. Như vậy đối với các em
cả nam và nữ thì với cái tháng mà mệnh đồng hành, thiên can không xung không khắc ha. Địa chi thì thuộc lục hợp như thế này thì rất dễ sinh tài lộc và các mối quan hệ hanh thông. Phải nói là tháng tháng 7 là một tháng tốt đẹp đối với người kỷ tỵ, đặc biệt là các em kỷ tỵ nữ mạng, với cái sao mộc đức chiếu mạng dễ rất là sinh tài lộc ha. Rồi tiếp đến đó là tháng Tân Dậu, một tháng mộc tiếp theo của năm Mậu Tuất 2018, tức là tháng 8 âm lịch đó. Mệnh thì cũng như tháng 7, mộc đồng hành ha, bổn mạng sức khỏe tốt. Và mộc đồng hành bổn mạng sức khỏe tốt thì các tinh quân, các tài tinh và phúc tinh sẽ được hưởng lợi, phát sáng và tạo cái thuận tiện trong công việc cho chúng ta. Thiên can Tân Kỷ thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Tân là Kim, nạp âm ngũ hành của Kỷ là Thổ, như vậy cũng nằm trong cái dòng tương sinh Thổ sinh Kim lại tốt đẹp. Địa chi thì là tháng Dậu, Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Đây là nhóm tam hợp, mà nhóm tam hợp là dấu hiệu đem lại nhiều sự may mắn trong công việc, trong gia đạo. Như vậy tháng 7, tháng 8 âm lịch đối với người người tuổi kỷ tỵ của các em thì rõ ràng là tốt đẹp. Hai tháng này nó gần giống như nhau, một cái ở trên là lục hợp về địa chi, một cái là tam hợp về địa chi. Rõ ràng hai tháng này là hai tháng rất là ok, dễ sinh tài lộc, đặc biệt với những người tuổi kỷ tỵ nữ mạng. Nhiều điều hanh thông, các mối quan hệ xã hội sẽ tốt đẹp, đem lại tiền tài và đem lại cái sự may mắn. Đặc biệt cái người kỷ tỵ mà năm nay mà nữ mạng, các em mà lỡ mà kén chọn chưa chồng hay hoặc là đã một lần tan vỡ, thì đây hai cái tháng này rất dễ sinh các mối quan hệ tốt đẹp và tiến tới được cái sự hôn nhân, tiến tới có chuyện tình cảm với nhau rõ ràng ha. Rồi tiếp theo là tháng 9 âm lịch, một tháng thủy. Tháng này thì là tháng Nhâm Tuất của năm Mậu Tuất 2018. Như vậy thủy sinh mộc là bản mệnh được tương sinh rất tốt. Khi mà bản mệnh được tương sinh thì như đã nói ở những video trước, thì các cái tinh quân, tài tinh và phúc tinh sẽ được hưởng lợi. Và khi mà được nó hưởng lợi thì nó sẽ phát huy cái tác dụng của nó ra. Phát huy cái tác dụng đó ra thì rõ ràng là sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho những cái công việc, có cái tài tinh và phúc tinh của mình. Thiên can chữ Nhâm Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, không có việc gì hết, cho nên là công việc cũng tiếp tục ổn định, không có việc gì quá to lớn đối với người kỵ tỵ. Dù là nam mạng có sao thủy diệu, có chuyện buồn về tình cảm thì cũng không có chuyện gì đâu ha, nó cũng không quá nặng nề đâu. Địa chi Tỵ Tuất ha là tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp cho nhau. Tuy nhiên Tỵ là hành hỏa, Tuất Thìn Tuất Sửu Mùi là thuộc hành thổ, cho nên là thuộc dòng tương sinh hỏa sinh thổ, cho nên là địa chi tạo dựng các mối quan hệ đều tốt đẹp. Tháng 9 đối với người tháng 9 năm Tuất đối với tất cả những người tuổi kỷ tỵ thì lại là một tháng tiếp tục suôn sẻ, không có việc gì quá kiêng kỵ, cũng không có việc gì mà quá khó khăn đối với người kỷ tỵ cả. Điều đó là một điều tốt đẹp đúng không? Rồi trên hết nữa là được cái thủy sinh mộc, bản mệnh mà được tương sinh tháng này rất rất là tốt ha. Rồi tháng 10, tháng 10 năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Quý Hợi, tháng Hợi nhưng mà là chữ Quý. Như vậy Quý Hợi là thủy, như vậy là tiếp tục được tương sinh bản mệnh thủy sinh mộc, bản mệnh tốt mà các cái phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi phát sáng, làm cho cái bổn mạng của tử vi cả năm rất là ok. Rồi thiên can thì không tốt đẹp lắm. Vì sao? Tại vì chữ kỷ nó khắc chữ quý của Quý Hợi. Như rồi thiên can khắc tháng, công việc nó dễ sinh rối rắm, nhưng mà nó sinh rối rắm nhưng mà do là kỷ khắc quý chứ không phải là quý khắc kỷ, cho nên là các anh, các cao hơn các em trai gái thì đều có thể giải quyết được. Với nữ có cái sao mà mộc đức thì cái sự việc nó không lớn, nhưng mà nam với cái sao thủy diệu thì dễ sinh chống phá, dễ sinh gây rối với bạn bè, với những cái người cũ, những mối quan hệ cũ, cho nên là cần cẩn thận. Tỵ Hợi dần thân, Tỵ Hợi thì là
nằm trong tứ hành xung mà nằm sát nhau thì là lục xung. Mà lục xung là sao? Lục xung là mô tả sự chống đối, đối chọi nhau ở trong cuộc sống. Như vậy thì tháng 10 chỉ ngoài cái việc mà được bổn mạng tương sinh là thủy sinh mộc, các tài tinh, các phúc tinh nó có hưởng lợi, thì thiên can và địa chi là đều tương khắc và có nhiều xung khắc. Như vậy nó báo hiệu rằng là cái tháng 10 là cái tháng không tốt đẹp, dù rằng là tháng này nó được bổn mạng của tháng, mạng của tháng tương sinh cho cái mạng mộc của các em. Tuy nhiên nó cũng không tốt đẹp đâu, thì cả thiên can và địa chi đều là cái xung khắc, xung khắc về cả các mối quan hệ ha, cả công trong công việc, trong gia đạo. Cho nên là cần cẩn thận, đặc biệt là các em nam với cái sao thủy diệu dễ chia ly tình cảm và tan chế, thì tháng này là cái tháng rất là dễ xảy ra. Nếu mà về có gây vợ, có gây gỗ thì đừng có mà cãi vã lại, mà nhịn đi cho nó qua chuyện, cho nó êm, chứ để mất công xảy ra cái chuyện không lành rồi tan vỡ hạnh phúc, nó không tốt đẹp. Đó là tuổi của các em năm nay nó rơi vào tháng 10 nó xấu, chứ không phải là tại mình muốn đâu. Nhiều khi cái chuyện nó đau đau một chút xíu nó xé ra to. Thì với cái sao thủy diệu chiếu mạng cả năm thì các em nên cẩn thận việc này, nhất là các em nam ha. Rồi tiếp tục, đó là tháng 11. Tháng 11 năm nay là tháng Giáp Tý, một tháng kim. Như vậy bản mệnh là kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Bản mệnh sẽ có chút vấn đề, đặc biệt với những cái em có sao thủy diệu. Tuy nhiên đó là cái sao thủy diệu nó đem đến chuyện buồn, nhưng mà không phải chuyện buồn cho bản thân mình, mà là bản thân, là những người thân, những mối quan hệ đem lại. Thì sao? Tại vì cái sao thủy diệu nó thuộc hành thủy, mà các em thì thuộc mệnh mộc nam á, thì thủy nó sinh mộc, cho nên là cái tác dụng của sao thủy diệu đem về chuyện buồn nó không phải là bản thân mình, mà thường là những người thân, những người bạn bè đem lại những cái mối quan hệ đó, nó trục trặc làm cho chúng ta buồn phiền. Thiên can á thì chữ giáp là hợp kỹ, thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp trung chính chủ về chữ tính, cho nên là công việc dễ sinh tài học. Khi mà gặp mà thiên can ngũ hợp á, thì chắc chắn công việc nó sẽ hanh thông, đặc biệt là các em nữ với cái sao mà mộc đức chiếu mạng, mà gặp cái tháng mà gặp thiên can mà lục thiên can ngũ hợp như thế này thì cực kỳ dễ sinh tiền ha, dễ sinh tài lộc và có tiền tài. Địa chi tỵ tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau, cũng không có tương hợp, cho nên là bình hòa đi. Như vậy là tháng 11, tháng Giáp Tý thì mệnh các em cần cẩn trọng bổn mạng của mình là chính, đặc biệt là với các em nam có sao thủy diệu chiếu mạng. Tại vì sao? Tại vì kim nó khắc mộc, nó rất dễ nguy nan về bổn mạng, cả nam lẫn nữ, chứ không phải gì riêng nam không đâu ha. Các em có sao mộc đức của nữ á, thì chỉ là tốt cho công việc làm ăn, chứ không tốt cho cái bổn mạng đâu ha. Cho nên là cần cẩn trọng, sức khỏe vẫn là trên hết. Cái gì đi nữa thì anh như anh đã nói vui đúng không, cái gì cũng có thể làm ra, tiền tài vật chất kim cương mất đi làm ra được, nhưng cái mạng mình mất đi thì không có làm ra được. Cho nên là phải giữ được cái mạng mới là cái điều quan trọng. Rồi tiếp theo là tháng 12, tháng Ất Sửu, một tháng kim tiếp tục. Như vậy thì mệnh cũng lại bị kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sẽ không tốt ha, dễ gặp nguy nan, tránh việc đi xa. Tháng này thì là cái tháng mà coi như cận Tết. Thường thì người Việt Nam của mình thì làm việc cao lắm là tới ngày 20 là hết, 10 ngày cuối là phải khăn gói gói gọn mọi việc để về quê ăn Tết. Cho nên là 20 ngày của tháng này công việc nó cũng không quá nhộn nhịp, nhưng mà sẽ có những chuyến đi xa. Đi xa đi trở về quê rồi này kia thì các em cần cẩn trọng nhiều, đặc biệt là các em nam cần cẩn trọng của những cái vùng sông nước. Thiên can Ất thì khắc kỹ, tháng khắc thiên can, căng ha, công việc dễ sinh rối rắm bế tắc, đặc biệt với nam mạng, căng thẳng ha. Địa chi thì thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo
mà còn cho các mối quan hệ xã hội nữa và một chút cho gì đó cho công việc. Như vậy với cái tháng 12 rõ ràng là mình có ba cái để xét về điều xấu tốt tương khắc hay không ở trong tử vi, thì chúng ta có hai cái nó bị không tốt đẹp, đó là kim nó khắc bộc là bổn mệnh và thiên can ất khắc kỷ, chỉ có được một cái địa chi là tam hợp tỵ dậu sửu. Hy vọng rằng với cái tam hợp tỵ dậu sửu này thì nó làm cái điều vui vẻ cho gia đạo, cho cái tình cảm, thì nó khống chế được những cái chuyện tương khắc kia. Nên nhớ là một điều là ha, cái tháng cái thiên can mà ất khắc kỷ này nó rất là dễ đưa công việc vào bế tắc, và đặc biệt với cái nó kết hợp với cái kim khắc mộc, cái tháng kim nó khắc cái bản mệnh của chúng ta, thì các cái tinh quân, cái tài tinh đó, cái phúc tinh đó, nó sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, nó không được phát sáng, nó mất đi cái tác dụng. Mà gặp cái tháng ất khắc kỷ nữa thì rõ ràng là nó sẽ đem lại nhiều điều không tốt lành cho các em, và đặc biệt là các em nam với cái sao thủy diệu, còn các em nữ thì đỡ đần đi. Như vậy thì trong cái tháng 12, cái tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất, rõ ràng là nhiều điều không tốt đẹp đang chờ đón. Bên cạnh sự vui vẻ của gia đình thì đúng rồi, thì nếu như chúng ta đi làm thì tốt nhất thì chúng ta đi về quê thì có sự vui vẻ, thì nó là một điều ấy điều thuận tiện, nhưng mà bên cạnh cái công việc và bổn mạng là một điều mà các em cần quan tâm nhiều. Như vậy là mình đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 cho những người tuổi Kỷ Tỵ, cả nam và lẫn nữ. Bên cạnh những điều thuận lợi ở tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, thì hai tháng 10, 11 và 12 thì có những điều nó không tốt đẹp, các em cần để ý và để mà đưa ra những cái quyết định cho cuộc sống, đưa ra những cái sự cương nhu trong cuộc sống, trong làm ăn, để mà khỏi bị thất thoát, có được cái Tết sum vầy bên gia đình vui vẻ. Mọi người thì tuổi Kỷ Tỵ xem thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ video cho nhiều người cùng được biết để mà ứng dụng vào cuộc sống của mình. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo, có thể là tử vi vận hạn của tuổi của mình hoặc của người thân. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.